Các bạn thân mến, trong suốt những năm qua, Việt Nam đã cho nhập khẩu rất nhiều loại vũ khí hạng nặng để tăng cường sức mạnh quốc phòng quốc gia. Nổi bật lên trong đó là cái tên S-300 PMU-1 được Việt Nam nhập khẩu từ Nga. Đây là hệ thống tên lửa hiện đại được ví như là siêu vũ khí canh trời của Việt Nam, khiến cho bất kỳ đối thủ nào cũng phải e dè tránh xa, đặc biệt là người láng giềng Trung Quốc, lúc nào cũng có ý định đè bẹp Việt Nam. Vậy bạn có biết hệ thống tên lửa S-300 PMU-1 của đất nước hình chữ S có gì lợi hại mà lại tạo nên sức mạnh răn đe lớn đến thế? Vâng, câu trả lời sẽ được chúng tôi mang đến trong video clip ngày hôm nay. Mời các bạn theo dõi ngay sau khi đã nhấn nút like, share, subscribe và ấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho kênh. Theo trang tin Sputnik phiên bản tiếng Việt của Nga cho biết, những năm qua, nhiều loại vũ khí, khí tài hiện đại đã được mua sắm để trang bị cho các đơn vị làm nhiệm vụ bảo vệ bầu trời Tổ quốc Việt Nam như tiêm kích Su-30 Mk2, tên lửa phòng không S-300 PMU-1, tên lửa phòng không Spider, radar tầm xa ELM-2288R, radar bắt mục tiêu tàng hình RV-02 và Kochunga. Trong đó, tên lửa S-300 PMU-1 hiện đại của Việt Nam là loại vũ khí phòng thủ, chiến lược, bắn được nhiều loại phương tiện bay khác nhau. Cụ thể hơn là nó có thể bắn được các máy bay tiêm kích thông thường và cả các mục tiêu khó nhằn như tiêm kích tàng hình, tên lửa đạn đạo, các phương tiện bay cỡ nhỏ có diện tích phản xạ radar thấp, bay bám địa hình. Còn theo tờ Militani, dẫn nguồn từ báo phòng không không quân của Việt Nam cho biết thêm, Việt Nam đã đặt mua tổ hợp S-300 PMU-1 của Nga vào năm 2003, bao gồm 12 bệ phóng với tổng chi phí khoảng 300 triệu đô la. Đến năm 2009, tổ hợp này được hiện đại hóa với trạm radar 96L-6E. Sau đó, vào năm 2012, Việt Nam mua thêm S-300 PMU-2 từ Nga. Trong đó, S-300 PMU-1 là biến thể xuất khẩu của hệ thống S-300 PM được giới thiệu tại cuộc triển lãm hàng không và vũ trụ Moscow năm 1992. Theo tiêu chuẩn thiết kế, hệ thống S-300 PMU-1 bao gồm hệ thống điều khiển và chỉ huy 83M-6E, đài radar điều khiển hỏa lực 30N-6E, đài radar nhìn vòng mọi độ cao 96L-6E và 12 xe mang phóng tự hành 5P-85SE cùng các thành phần hỗ trợ khác nhau. Mỗi một chi tiết có trong hệ thống tên lửa S-300 PMU-1 sẽ đảm nhận các vai trò chủ lực như sau. Hệ thống chỉ huy 83M-6E tích hợp đài radar trinh sát 64N-6E có khả năng phát hiện mục tiêu ở cự ly xa tới 300 km. Đài radar điều khiển hỏa lực và chỉ thị mục tiêu đa kênh 30N-6E phát hiện mục tiêu ở cự ly tối đa là 200 km, theo dõi cùng lúc 12 mục tiêu xác định và dẫn tên lửa tấn công, đồng thời 6 mục tiêu bao cảnh. Đài radar nhìn vòng mọi độ cao 96L-6E phát hiện tối đa 300 mục tiêu ở cự ly 300 km. Xe mang pháo tự hành 5P-85SE được thiết kế dựa trên khung gầm cơ sở xe bánh lốp MAZ-543M, lắp 4 ống phóng chứa đạn tên lửa đối không. Hệ thống S-300 PMU-1 được trang bị nhiều loại đạn tên lửa có sức hủy diệt khủng, gồm 5V-55R tầm bắn 90 km, 48N-6E tầm bắn 150 km, 48N-6E2 tầm bắn 195 km, 9M-96E1 tầm bắn 40 km và 9M-96E2 tầm bắn 120 km. Tất cả các loại đạn tên lửa được lắp đầu đạn nổ mảnh nặng 100-150 kg, giúp đánh chặn mục tiêu ở độ cao tối thiểu 10m và tối đa là 27.000m hơn. Toàn bộ các thành phần radar và tên lửa kể trên đều được lắp đặt trên xe bánh lốp, đem lại sự cơ động cao cho hệ thống S-300 PMU-1 được nhập khẩu từ Nga. Theo đó, hệ thống này có khả năng bắn hạ máy bay, tên lửa hành trình chiến lược, tên lửa đạn đạo chiến thuật và các mục tiêu khác bay với tốc độ lên tới 2.800m/giây với diện tích phản xạ radar tầm 0,02m². Nó có thể hoạt động tốt trong điều kiện diễn ra một cuộc tập kích đường không lớn của kẻ thù dưới tác động của nhiễu chủ động và thụ động dữ dội. Vậy nên các chuyên gia quân sự đánh giá S-300 PMU-1 là một trong những hệ thống tên lửa phòng không hiện đại nhất khu vực Đông Nam Á và thậm chí là đứng đầu thế giới hiện nay. Như vậy có thể thấy hệ thống tên lửa S-300 PMU-1 của Việt Nam là món hàng nóng đã được cải tiến nhiều tính năng thiết kế. Nó quả thật là không thể xem thường khi vừa có khả năng phòng thủ, vừa có khả năng tấn công vượt trội trước mọi kẻ địch đang hoạt động tầm xa. Lấy một ví dụ cho bạn dễ hình dung là nếu như một phi đội cấp độ chiến dịch của Trung Quốc tấn công với khoảng 150 máy bay chiến đấu thì tất cả đều sẽ bị rụng cánh bên ngoài lãnh thổ của Việt Nam trước khi đặt được chân vào trong.
Nếu như thời gian triển khai hệ thống của các phiên bản S300 khác lên đến 5 phút, thì với S300 PMU-1 bạn sẽ mất khoảng thời gian thấp hơn. Bởi nó đã được tối ưu hóa hệ thống tác chiến tầm xa để sử dụng nhanh chóng trong quân đội Việt Nam. Ngoài ra, các ống phóng tên lửa của S-300 PMU-1 còn có độ bền rất cao với thời gian sử dụng lên đến 500 quả tên lửa cho một lần bảo dưỡng. Con số này lớn gấp đôi so với hệ thống tên lửa đất đối không Patriot của Mỹ, giúp Việt Nam tiết kiệm nhiều tiền bạc cho bản thân. Vậy nên, kể từ khi Việt Nam mua sắm hệ thống tên lửa S-300 PMU-1, những kẻ đang lăm le xâm phạm lãnh thổ và lãnh hải nước nhà cảm thấy nổi gai ốc. Nhờ vậy mà các hành động quá khích cũng được kiềm chế một cách tối đa. Nhưng chúng ta cũng cần phải biết rằng S-300 PMU-1 của Việt Nam vẫn có vài nhược điểm cần phải lưu ý. Nó được trang tin Sputnik đề cập như sau. Mặc dù bắn được nhiều loại phương tiện bay, nhưng S-300 PMU-1 thường chỉ ưu tiên những mục tiêu đặc biệt giá trị như máy bay tiêm kích, ném bom tàng hình, tên lửa đạn đạo, máy bay trinh sát gây nhiễu điện tử và loại máy bay cảnh báo sớm có giá trị hàng trăm triệu đô la, hay thậm chí là hàng tỷ đô la. Vậy nên hệ thống tên lửa S-300 PMU chỉ được dùng để bắn mục tiêu chiến lược, chứ không phải là các mục tiêu chiến thuật hoạt động trên vùng trời bao la. Sở dĩ S-300 PMU-1 phải để dành đạn cho những mục tiêu có giá trị cao là vì giá thành của mỗi quả đạn 48N6E hay 48N6E2 thuộc tổ hợp này rất đắt đỏ. Nó có thể lên tới hàng triệu đô la mỗi quả, trong khi điều kiện Việt Nam chưa cho phép nước này trang bị đủ đầu đạn để các đơn vị bắn thoải mái bất cứ mục tiêu nào lượn lờ xung quanh. Ngoài ra, trong các đợt diễn tập bắn mục tiêu hoặc hội thao kíp chiến đấu tên lửa S-300 PMU-1 gần đây, chúng ta chỉ thấy các xe bệ phóng của tổ hợp này mang 2-3 đầu đạn, rất hiếm khi nó mang đủ cả 4 quả tên lửa trong ống phóng của mình. Bởi vì ngoài lý do trong thời bình ít có tình huống đối phương bất ngờ sử dụng đòn tập kích đường không ồ ạt ra, thì còn có rất nhiều lý do khó nói khác mà chúng ta sẽ cùng bàn đến sau đây. Đầu tiên là vì các quả đạn đắt đỏ dùng cho hệ thống tên lửa S-300 PMU-1 của Việt Nam rất dễ bị hư hại và rỉ sét trong điều kiện thời tiết ẩm ướt. Vậy nên để đảm bảo hệ số kỹ thuật và tuổi thọ cao nhất cho các đầu đạn tên lửa, nó đòi hỏi Việt Nam phải bảo quản đạn bắn trong điều kiện tốt nhất tại nhà kho, nơi đó phải có thiết kế đúng với tiêu chuẩn kỹ thuật và hướng dẫn của nhà sản xuất, với đầy đủ hệ thống máy hút ẩm và thậm chí cả máy điều hòa nhiệt độ, hoạt động 24/24 giờ. Chính vì thế mà quá trình bảo quản này sẽ khiến cho Việt Nam phải tiêu tốn thêm một khoản phí nhất định trong nhiều năm. Tiếp theo là lý do thứ hai liên quan đến vấn đề chi phí vận hành. Bởi vì chúng ta nên biết rằng các đầu đạn dùng cho hệ thống S-300 PMU-1 tiêu hao khá nhiều nhiên liệu cũng như năng lượng điện của các thành phần trong tổ hợp. Vậy nên, việc lắp ít đầu đạn lên xe bệ phóng so với thiết kế ban đầu sẽ giúp Việt Nam tiết kiệm được khá nhiều kinh phí huấn luyện cho quốc gia. Nhưng cũng chính vì thế mà khả năng triển khai phòng thủ và tấn công của quân đội nhân dân Việt Nam cùng với S-300 PMU-1 sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều, nhất là trong trường hợp xuất hiện các mục tiêu tấn công bất ngờ trên vùng trời bao la. Nói tóm lại, hệ thống tên lửa S-300 PMU-1 của Việt Nam sở hữu rất nhiều các tính năng cải tiến, giúp nhân đôi khả năng phòng thủ và tấn công trước các mục tiêu không kích. Nhưng nó vẫn tồn tại một vài nhược điểm nêu trên, làm giảm khả năng triển khai và tác chiến hiệu quả của quân lực Việt Nam. Vậy nên thiết nghĩ, trong những năm tới, đất nước hình chữ S nên đề ra các giải pháp khả thi để khắc phục những điểm trừ của S-300 PMU-1. Đồng thời, các kíp chiến đấu tên lửa Việt Nam cần tăng cường diễn tập thực binh cũng như bắn đạn thật để kiểm tra trình độ huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu của bản thân. Như chúng ta cũng biết, hầu hết các loại vũ khí khí tài của quân đội Việt Nam hiện nay đều được nhập khẩu từ Liên bang Nga. Trong đó, hệ thống tên lửa đất đối không tầm xa S-300 đã và đang được xem như là một loại vũ khí chủ lực giúp Việt Nam bảo vệ toàn vẹn không phận của mình. Nó đã được bạn Nga bàn giao cho Việt Nam vào năm 2005 và cho đến nay nó vẫn được giữ gìn nguyên vẹn, các đặc tính kỹ thuật gần như mới hoàn toàn. Thậm chí mà hệ thống tên lửa đất đối không tầm xa của Nga được Việt Nam cho nâng cấp nhiều tính năng chiến đấu hữu ích để tăng cường khả năng tấn công mạnh mẽ của mình. Đây được xem là điều không tưởng đối với một quốc gia chưa thể nào sản xuất được các loại vũ khí hiện đại và tân tiến như S-300. Chính vì thế mà Việt Nam đã khiến cho Nga phải kinh ngạc và đưa tin rộng khắp trên trang tin Sputnik uy tín hàng đầu. Vậy chi tiết ra sao? Việt Nam đã bảo trì, bảo dưỡng và nâng cấp hệ thống tên lửa S-300 của Nga như thế nào? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong video clip ngày hôm nay sau khi đã nhấn nút like, share, subscribe và ấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho kênh Hiểu Biết Thêm Mỗi Ngày. Các bạn biết không, mặc dù đã trải qua 2 thập kỷ kể từ khi S-300 được bàn giao cho quân đội Việt Nam, nhưng loại vũ khí khí tài này vẫn không hề bị suy giảm khả năng tấn công.
và chiến đấu của mình. Thậm chí là sức mạnh của nó còn được tăng cường đáng kể nhờ khối óc và bàn tay sáng tạo của những anh lính bộ đội Cụ Hồ. Chính vì thế mà vừa qua tờ Sputnik của Nga đã có một bài viết khá dài nói về điều thần kỳ mà Việt Nam làm được như sau. Bộ đội Việt Nam quả thật gây bất ngờ với năng lực bảo trì dòng lửa S-300. Cụ thể hơn là Trung đoàn 93 Sư đoàn 367, nơi được coi là đầu não chỉ huy của dòng lửa S-300, Việt Nam hiện đang đảm bảo rất tốt công tác vận hành, bảo trì, bảo dưỡng kỹ thuật cho tổ hợp tên lửa đất đối không tầm xa hiện đại. Điều đó khẳng định được ý thức giữ gìn, năng lực bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa và duy trì tính năng chiến đấu lẫn tính năng kỹ thuật cho hệ thống S-300 của Việt Nam là cực kỳ tốt. Nó cho thấy được những nỗ lực rất lớn của các chiến sĩ Việt Nam bởi vì, theo thông tin được báo điện tử Phòng không không quân, cơ quan của Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không không quân Việt Nam cho biết, ngoài dòng lửa S-300, không quân Việt Nam hiện còn sở hữu hàng loạt trang khí tài hiện đại như là tiêm kích Su-30 Mk2, tên lửa phòng không Spider, radar tầm xa ELM-2288R, radar bắt mục tiêu tàng hình RV-02 và radar Kochuga. Điều này đã gây khá nhiều khó khăn cho quá trình bảo dưỡng số lượng lớn khí tài được nhập khẩu. Nhưng Việt Nam vẫn dành nhiều thời gian, tâm huyết, công sức để nghiên cứu, bố trí chiến đấu và xây dựng cách đánh cho tên lửa phòng không S-300 mà cụ thể là S-300PMU-1 với các đối tượng tác chiến mới mẻ vô cùng. Hơn nữa, Việt Nam còn tự chủ sửa chữa nâng cấp mắt thần 36D6 của hệ thống S-300PMU-1 tại nhà máy A-29, Cục Kỹ thuật Bộ Quốc phòng, đồng thời đầu tư nhiều trang thiết bị sửa chữa khí tài thế hệ mới, phục vụ cho việc duy trì và bảo dưỡng hệ thống tên lửa S-300 tiên tiến hàng đầu. Trong khi đó, thì tại Đại đội 2, sự chính quy ngăn nắp của Bộ đội Việt Nam được thể hiện khá rõ ràng. Cụ thể hơn là theo báo Phòng không Không quân đưa tin, không khí bảo quản khí tài sau huấn luyện được miêu tả là rất sôi nổi, cùng với những chiếc xe bệ phóng 5P85CE được đưa về nhà xe sắp xếp gọn gàng đều tăm tắp, đúng chuẩn tác phong Bộ đội Cụ Hồ. Đi kèm với đó là các cán bộ chiến sĩ, đơn vị tập trung, tổ chức bảo quản xung quanh xe, vệ sinh, lau chùi, tra dầu mỡ các vị trí để chống nước và đề phòng han gỉ khi cần. Sau đó các xe bệ phóng được kiểm tra tỉ mỉ về giá trị điện cấp nguồn, chức năng của từng khối đài bệ để làm cơ sở đánh giá khả năng sẵn sàng chiến đấu ngay tức thì. Ngoài ra, Thiếu tá Nguyễn Văn Hiếu, tiểu đoàn trưởng còn thông tin thêm rằng, bên cạnh tổ chức huấn luyện chiến đấu, chúng tôi còn chú trọng tập huấn quy trình các bước, ý nghĩa vật lý, ký hiệu các núm nút, tủ khối và tăng cường học tiếng Nga cho các chiến sĩ nhằm nâng cao chất lượng công tác, bảo đảm kỹ thuật trong quá trình khai thác sử dụng. Riêng chủ nhiệm kỹ thuật trung đoàn Thiếu tá Nguyễn Xuân Thắng cho hay, đối với tổ hợp S-300PMU-1 thời gian qua, đơn vị đã đảm bảo tốt kỹ thuật cho cơ động khí tải và thực hành bắn nghiệm thu tại trường bắn TB5, cũng như cơ động đi sửa chữa tại nhà máy A-29 và triển khai về đơn vị an toàn. Thiếu tá Thắng nhấn mạnh, trong quá trình khai thác sử dụng, ngành kỹ thuật trung đoàn đã sửa chữa khắc phục kịp thời các hỏng hóc phát sinh, đảm bảo chất lượng và đồng bộ khí tài cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu quản lý vùng trời. Hơn nữa, trung đoàn còn đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến áp dụng vào công tác huấn luyện kỹ thuật tại đơn vị, điển hình như là mô hình tủ O3P huấn luyện, kiểm tra chức năng bệ phóng khí tài S-300PMU-1 mang lại hiệu quả thiết thực vô cùng. Tuy nhiên, có rất nhiều người cho rằng những gì mà báo Nga đưa tin về năng lực bảo dưỡng, nâng cấp và vận hành hệ thống tên lửa đất đối không S-300 của Việt Nam chỉ toàn là nói quá. Và cho dù nó có là sự thật đi chăng nữa, thì cũng chẳng có gì phải ca tụng hết lời như thể chuyện hy hữu trên đời. Thế nhưng nếu chúng ta tìm hiểu sâu sắc hơn về chất lượng S-300 của Việt Nam so với hệ thống S-300 của Nga bàn giao cho những nước khác như là Iran, bạn sẽ thấy được là điều mà tờ Sputnik đưa tin là hoàn toàn chuẩn xác. Trong khi hệ thống tên lửa cùng loại được bàn giao cho Iran chưa đầy 10 năm đã trở nên cũ kỹ, thì S-300 của Việt Nam vẫn giữ được vẻ đẹp bóng loáng như mới. Trong khi S-300 của Iran dường như được giữ nguyên phiên bản gốc, thì S-300 của Việt Nam đã được cải tiến nâng cấp vượt trội, nhiều tính năng chiến đấu hiện đại hàng đầu. Ngoài ra, chúng ta cũng cần biết rằng trong bài viết của tờ Sputnik có nhắc đến chuyện Việt Nam hiện tại sở hữu rất nhiều loại vũ khí khí tài ngoại nhập cần được bảo dưỡng liên tục, thường xuyên gây khá nhiều khó khăn cho công tác bảo quản. Song song đó là chuyện Việt Nam nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, dẫn đến độ ẩm khá cao tại các kho bảo quản vũ khí khí tài. Vậy nên chỉ cần các chiến sĩ lơ là công tác bảo quản một chút thôi là hệ thống tên lửa S-300 của Việt Nam sẽ bị rỉ sét ngay. Nó có thể hư hỏng đến mức không thể nào vận hành được như bình thường.
Tuy nhiên thực tế lại chứng minh điều ngược lại. Hệ thống S300 của Việt Nam không hề có một tí rỉ sét nào. Tất cả các khớp nối đều được tra dầu mỡ thường xuyên nên vận hành mượt mà ngoài mong đợi. Đồng thời mắt thần 36G6 của siêu phẩm Nga cũng được nâng cấp lên một tầm cao mới để cảm biến nhanh nhạy hơn phiên bản gốc rất nhiều. Tất cả đã cho thấy được những nỗ lực không mệt mỏi của các anh lính bộ đội Cụ Hồ. Đi kèm với đó là khả năng sáng tạo vô đối có từ trong huyết quản của những người lính áo xanh quả cảm hơn người. Đây là điều đã tạo nên sự khác biệt lớn cho quân đội Việt Nam so với những quân đội chính quy khác trên thế giới, như là lực lượng Kiev của Ukraine, một đội quân thiện chiến nhưng lại gặp phải rất nhiều khó khăn trong việc sửa chữa và bảo dưỡng các loại khí tài được Mỹ và các nước đồng minh viện trợ cho mình. Lý do được đưa ra là vì cuộc chiến giữa Nga và Ukraine đang đi vào giai đoạn nước rút, nên nước này đã nỗ lực tấn công toàn diện vào đối thủ của mình. Nhưng với khả năng phản công hết sức mạnh mẽ, Nga đã khiến cho Ukraine bị tổn thất nghiêm trọng và làm cho nhiều vũ khí khí tài hiện đại của nước này phải nằm đắp chiếu do hư hỏng nặng nề. Vậy nên trong một sớm một chiều, Ukraine không thể nào sửa chữa được bằng hết các loại hàng nóng nằm la liệt như thế, mà đã sửa chữa còn chẳng xong thì nói chi đến việc bảo dưỡng vũ khí chiến đấu cho mình. Nhưng mà theo các nhà phân tích đánh giá thì đó chỉ là một trong những lý do mà thôi. Trên thực tế còn có một lý do quan trọng nữa khiến quân đội Ukraine lực bất tòng tâm là họ không có khả năng bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa và nâng cấp tốt vũ khí các loại như là quân đội Việt Nam. Họ đang quá ỷ lại vào sự giúp đỡ của Hoa Kỳ và các nước đồng minh khác nên không nỗ lực hết mình đưa ra những sáng kiến sáng tạo khi cần. Đây quả thật là một điểm yếu đáng kể mà quân đội nước này cần phải khắc phục triệt để. Thay vì ngồi há miệng chờ sung hay là trông cậy vào người khác, thì Ukraine nên giống như Việt Nam, tích cực nghiên cứu sử dụng vũ khí khí tài đúng thời cơ, đúng đối tượng tác chiến và tăng cường công tác bảo trì bảo dưỡng, bảo quản để khai thác hết tính năng, kỹ thuật, chiến thuật và khả năng chiến đấu của các món hàng nóng. Việc làm này sẽ góp phần nâng cao năng lực sẵn sàng chiến đấu, đánh bại các mũi tiến công hỏa lực của địch để bảo vệ vững chắc mục tiêu của mình.